Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Cluamphenicol. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Cluamphenicol cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của cloâmphenicol: Phenicol 250 mg. Tá dược vừa đủ một viên. Công dụng của Phenicol có khả năng kìm khuẩn, diệt khuẩn tùy thuộc vào nồng độ sử dụng. Cơ chế ức chế tổng hợp protein ở những vi khuẩn nhạy cảm bằng cách liên kết với tiểu phân 50S của ribosome. Tác dụng ức chế tủy xương không hồi phục chỉ định. Thuốc được dùng cho những trường hợp nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn nhạy cảm như thương hàn, Haemophilus, Rickettsia khi những thuốc ít độc hơn không có hiệu quả hoặc bị chống chỉ định. Cách sử dụng. Sử dụng đường uống. Thời điểm: cùng hoặc không cùng thức ăn do thức ăn không ảnh hưởng đến sinh khả dụng của thuốc. Liều dùng. Theo chỉ định của bác sĩ hoặc tham khảo liều như sau. Người lớn: 4 đến 8 viên một ngày chia làm 4 lần. Trẻ em, 50mg 1kg một ngày chia thành 4 liều nhỏ. Chống chỉ định Quá mẫn với bất cứ thành phần nào trong công thức. Nhiễm khuẩn thông thường như cảm lạnh, nhiễm khuẩn họng, úm, dự phòng bệnh. Lưu ý khi sử dụng. Phản ứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong đã được báo cáo khi dùng chloramphenicol. Ngừng ngay thuốc nếu gây tác dụng phụ nguy hiểm như giảm hồng cầu lưới, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu thiếu máu, viêm dây thần kinh thị giác. Thận trọng với người suy giảm chức năng thận, gan. Có thể chỉnh liều tương ứng để phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. Nguy cơ phát triển những vi khuẩn không nhảy cảm. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ mang thai, chưa đảm bảo được an toàn trong thai kỳ do thuốc đi qua nhau thai. Không dùng khi gần đến ngày sinh vì có thể gây tác động độc với thai nhi như hội chứng sám. Sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ. Bà mẹ cho con bú, thuốc được bài xuất vào sữa mẹ. Thận trọng cho bà mẹ có con bú. Tác dụng phụ Thường gặp buồn nôn, nôn, tiêu chảy, ngoại ban. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Cluomfenicol, đồng thời biết cách sử dụng Cluomfenicol, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé! Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.